Vâng, một tác phẩm gần như là đến cuối năm thì em mới làm tác phẩm này và được làm trên phôi gỗ ngọc am cực kỳ là thơm, với chiều cao là 90 ngang 48, chiều sâu vào 17, và bên em đang giao lưu với anh chị giá là 11 triệu đồng và bao cước vận chuyển. Và bây giờ thì mời anh chị mình tiến lại gần để cùng được chiêm ngưỡng tác phẩm này với hình ảnh của một chú ngựa được đục với những thớ cơ bắp thịt rất là khỏe khoắn này, và khuôn mặt thì thanh tú rất là đẹp nha, cùng với bộ lông bờm được làm tỉa tơi từng sợi luôn. Và chú ngựa này thì đang thong dong bước đi bên cạnh một cây tùng cổ thụ rất là đẹp luôn. Cái hình ảnh của cây tùng thường thì sẽ biểu trưng cho là chấn trạch trừ tà này, thì tưởng nhớ những cái người đã khuất này, rất là tuyệt vời. Và hình ảnh của chú ngựa thì thường sẽ mang lại sự thành công này, mang lại những cái may mắn cho gia chủ. Và hình ảnh chú ngựa là đứng dưới một cành tùng như thế này tạo nên một cảm giác, một không gian nó rất là dễ chịu, cái cùng kèm với mùi thơm của tác phẩm này thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không ạ? Và em xin là quay xin phép là quay mặt đằng sau để cho anh chị mình có thể được cùng chiêm ngưỡng tác phẩm này. Với tác phẩm này thì bên em tuy là đã BU rồi anh chị mình ạ, thế nhưng mà vẫn còn lên tuyết rất là dày dặn luôn. Thế những cái phôi gỗ rất là già và cực kỳ là đậm dầu rồi, thế lóng lánh luôn anh chị mình nhá, rất là đẹp. Đấy, và mặt đằng trước nếu như mà anh chị mình để ý kỹ đấy, rất đẹp luôn anh chị mình nhá. Ngay ở trên những cái tán tùng này vẫn còn đang lên tuyết luôn, thế kể cả mặt đằng trước này. Cái phần đuôi của chú ngựa gần như là lấp lánh luôn, rất đẹp luôn anh chị mình ạ. Đấy, BU rồi nhưng vẫn còn rất là thơm. Đấy, đảm bảo với anh chị luôn, mà khi anh chị mình nhận hàng không thơm trả lại hàng cho em luôn, cực kỳ là tuyệt vời. Và anh chị nào mình quan tâm tác phẩm này thì nhớ hãy là liên hệ ngay qua những đầu số hotline của bên em nhé.